I can get fish over here. Still there. It play around. Oh, right there. Oh, my God. That's a big one. He jumped all the way down there. That's a big fish. Little bit more. What kind of fish is it? Huh? Ờ dạ. Ủa, quái Việt Nam hả? Cá đuối hả? Cá đuối là cái loại dài đó, phải không? Sao bắt câu hay vậy, mồi gì? Vậy hả? Hồi nãy thấy nó kéo nhưng mà không biết ai. Phải cột lại giống thôi nó chạy mất. À, đây là cái chỗ cái hồ ngay trước chỗ làm việc đó. Bác này là người Việt. Cá dữ lắm hả? Ăn được không? Sao nó không nhảy hả? Bắt câu đây thường không? Vậy hả? Thường thường mình xài màu gì vậy? À, cá bóng hả? Cá bóng là cá biển phải không? Đã kéo nãy giờ mà gần nửa tiếng rồi hả? 15 phút. Cá này nó ở dưới sâu luôn. Bắt có cái lưới để xúc không? Mình đi trong mảng rồi đây coi. 15 Okay. They're still in the bottom. Okay, come up. Boy, pull really hard. Oh, okay, right there. Okay, ready for sushi. What? Mudsucker. You got a striper on your hand, buddy. You got a big striper. I don't know what this. Oh, right there. Whoa, oh, shoot. Ray. It is a ray. 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 That's a ray. That's why I'm pulling so hard. Stingray. Oh, that's pretty cool. Oh, you got a shark. I mean, stingray. Stingray, yeah. Yeah, you stingray. Thank you.
Will it sting him? Whoa. Watch out, you have a sting in the back. Yeah. Until that guy died, right? Scary.